Cô là mẹ của em đó hả? Mẹ của Bùi Chuỗi. Rồi, em đó tên gì? Bùi Chuỗi. Tên gì con? Chuỗi. Chuỗi hả? Ừ. Cô lột khẩu trang ra được không? Dạ. Rồi em đó hôm qua giờ cô có thể kể lại cái nguyên nhân em đó bị cái gì? Đi biển thì xuống dưới xe ghe bị cái chẳng biết nổ chứ nổ gì mà cũng không biết nữa. Nói chung là bị nổ mà không biết, chưa biết, biết là nguyên nhân nổ cái gì. Dạ, chưa biết nguyên nhân nổ gì. Rồi. Dạ, là tổng mấy người cô? Nổ 3 người. Nổ 3 người luôn. Hai người và hai người phỏng, đó là bị nặng nhất. Dạ thì Mạnh kính chào cô chú anh chị. Thì hôm nay Mạnh mới biết một cái trường hợp là có một người em trai đi biển đó, rồi vô tình không may thì bị nổ cái máy gì đó, cho nên bây giờ đang nằm cấp cứu ở tại Bệnh viện Cà Mau, rất là nguy kịch luôn. Thì gia đình thật sự rất khó khăn. Bây giờ Mạnh đang có mặt tại Bệnh viện Cà Mau nè. Bây giờ đón người nhà ra thì Mạnh mời cô chú anh chị cùng gặp người nhà. Thì hổm gài thì hôm qua giờ Mạnh nghe nói là người nhà đang quyên góp, đang khóc lóc quyên góp để mà xin tiền, cô chú xin tiền để mà chuyển đi á. Giờ đây là trước cổng bệnh viện. Con bé vợ của cái người em bị tai nạn đó là bao nhiêu tuổi? Dạ, cái người chồng bị bao nhiêu? Dạ, chồng bị 28 nữa. 28 hả? Dạ. Rồi ok, Mạnh thấy bà mẹ rồi. Dạ. Đây là cô chú anh chị, trước mặt của chú anh chị là vợ và mẹ của cái em trai bị tai nạn á. Chào em nha. Con chào cô. Cô khóc dữ rồi. Cho con mượn gắn cái mic cái nha cô. Mình đi kiếm cái chỗ nào nó vắng vắng thế đi cô, mình đi nói chuyện. Cô là mẹ của em đó hả? Mẹ của Bùi Chuỗi. Rồi, em đó tên gì? Bùi Chuỗi. Tên gì con? Chuỗi. Chuỗi hả? Cô lột khẩu trang ra được không? Dạ. Rồi em đó hôm qua giờ cô có thể kể lại cái nguyên nhân em đó bị cái gì? Đi biển thì xuống dưới xe ghe bị cái chẳng biết nổ chứ nổ gì mà cũng không biết nữa. Nói chung là bị nổ mà không biết, chưa biết nguyên nhân nổ cái gì. Dạ. Chưa biết nguyên nhân nổ gì. Dạ, là tổng mấy người cô? Nổ 3 người. Nổ 3 người luôn. Hai người và hai người phỏng, đó là bị nặng nhất. Nó nặng nhiều nhất. Con có nói là gia đình cũng khó khăn khổ, cha mới chết rồi còn nó trụ cột trong gia đình. Dạ, thôi mình đi cô. Rồi bây giờ là đang nằm cấp cứu tại đây Bệnh viện Cà Mau. Đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Cà Mau. Dạ. Rồi dạ. Em đó là cô có mấy người con? Có 3 người. Dạ. Cái người đó là thứ mấy cô? Mình đi ra quán bên đây đi cô. Đi qua bên đây để mà người đó Úc rồi. Trời, mới có 18 tuổi của chú anh chị. Thì hôm qua giờ con cũng nghe nói là gia đình đang xin tiền của hàng xóm để mà chuyển em đi. Nhà không có tiền bạc, anh chết rồi không có tiền bạc, đi mà mướn kiếm tiền nuôi con với mẹ. Nhà thì khó khăn, hai bên thì không có vách lá gì hết. Thì mình đi qua quán nào? Quán trong đó hả? Xe này hả? Nó đó quán cơm cái gì mà? Quán nước ha, mình đi quanh đây cô. Thì em trai này là đi biển cô chú anh chị, thì không may á, thì không biết nổ cái gì. Là 3 người chuyển bệnh viện, thì con nghe nói là sáng nay là 9 giờ hai người bắt đầu chuyển đi. Rồi thằng này chuyển không được, bây giờ nó thở oxy. Không mà bây giờ thấy thầy chuyển rút là nó chết. Rút là chết hả? Để từ để coi ấy còn máy không à. Thở bằng máy không? Là bác sĩ có nói khả quan không cô? Cô nặng dữ lắm. Nặng dữ lắm luôn. Trời ơi quá trời à. Tội cô chú anh chị à. Em là vợ của mình đi vô quán đi cô. Hôm qua giờ rồi mình gom góp được bao nhiêu tiền rồi? Cũng được mấy triệu, với bữa nay mấy người hàng xóm về người ta đi xin nữa, mà bữa nay không biết chừng nào người ta xin được nhiêu thì người ta đương nhiên ra, bây giờ có biết làm sao. Dạ. Rồi bây giờ bác sĩ chưa cho chuyển đi. Giờ còn yếu quá trời, cứ sợ nửa chừng nói. À, người ta chuyển đi sợ nếu mà đi trên đường thì không ai thì đó. Cái chuyện không tốt xảy ra đúng không? Dạ. Cô ngồi trong đây, ngồi để cho nó yên tĩnh. Ngồi bên kia đi. Lột khẩu trang này được không? Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 52 tuổi. Thì trước mặt của chú anh chị người mẹ bây giờ thấy chắc khóc. Từ ngày hôm qua tới giờ bị ngày hôm qua tới giờ hả cô? Không ăn uống gì chứ. Là em đi biển. Đi biển. Rồi, em gái có đứa con mấy tuổi? 6 tuổi. Con gái hả anh trai? Dạ, gái. Rồi nhà cô là ở đâu? Khánh Bình Tây Bắc. Khánh Bình Tây Bắc. Ở Trần Nhân Thời, Cà Mau của chú anh chị. Bây giờ chuyển đi thì nếu mà chuyển đi thì bác sĩ không cho. Là đang nguy kịch quá. Chuyển đi không cho. Và cái vụ việc này là xảy ra ngày hôm qua của chú anh chị. Thì em trai này là đi biển. Thì không may thì cái gì nó nổ là mình cũng chưa biết cái nguyên nhân. Dạ, chưa biết nguyên nhân. Bây giờ thì để bên cơ quan người ta công an á, người ta điều tra. Chưa biết nguyên nhân cái gì nó nổ. Đó, thì em trai là nạn nhân là ba người đúng không cô? Ba người. Ba người. Có lần này nặng nhất. Dạ. Quá trời tội của chú anh chị. Từ nằm ngày hôm qua tới giờ luôn hả cô? Mấy ban năm giờ. Nó vô cô chịu không nổi, cô cho xỉu, chậm cũng dám vô. Ngồi ngoài này không thấy cô chịu không nổi. Nhà khổ thì con nghe nói là em trai này là thu nhập chính trong gia đình. Cha em chết tôi thu nhập chính trong gia đình nên đó. Sao em? Đây là trụ cột gia đình mà bị vậy nữa rồi em không biết sống sao. Cha mới chết chưa được mới mấy tháng. Là chồng của cô mới mắc mấy tháng này. Mấy tháng này. Nhà mình có đất đai gì không? Không có đất đai gì hết hả? Sự quá trời nhìn nó... Không có tiền để đi bệnh viện nữa, mất đi sinh ta đưa đi bệnh viện. Không có 1 ngày để dính túi nữa. Đi mà ngày nào ăn ngày đó chứ đâu có tiền đâu. Nuôi vợ, nuôi con, mẹ già nữa. Con còn đi học. Không có tiền đóng đi học nữa, mới gán đi biển xong gặp sự cố gì. Bây giờ nằm viện đi. Là chồng đi biển là lâu chưa hay là mới đi? Dạ đi cũng được mấy tháng rồi. Hồi lúc cha mất cái về cái đi biển tới giờ luôn. Tiền đi kiếm tiền nuôi mẹ già con vợ đi mới ra mới bị tai nạn. Là hôm qua ta thấy gia đình khổ quá, bây giờ hàng xóm để mà gom góp tiền để chuyển em đi bệnh viện. Sự rất là xúc động của chú anh chị. Nói chung cái hoàn cảnh này khó khăn thì nếu mà của chú anh chị nào muốn giúp đỡ gia đình đó, cứ liên hệ trực tiếp cho Hùng Mạnh ha. Và bây giờ cũng cố lên cô ơi, bây giờ cô cũng cố gắng lên để mà lo thì bác sĩ bây giờ nói là chuyển đi là không được rồi, nguy kịch. Rồi cha chồng cô thì mới mắc có mấy tháng thôi, bây giờ tới một cái người con nữa. Sự mất mát này nó rất là lớn của chú anh chị. Ông xã cô thì mới mắc, bây giờ tới người con thì không ai bị tai nạn như vậy á. Thôi thì xuống đây thì trước tiên á thì con cũng số tiền của chú Tỷ gửi cho con 2 triệu để mà giúp cho cô một phần trước ha. Còn sau đó nếu mà con có đăng tải cái clip này lên, cô chú anh chị trong và ngoài nước thấy hoàn cảnh của mình á, muốn giúp đỡ thì con sẽ liên hệ cho cô. Thì trước tiên thì đây là 2 triệu của chú Tỷ ở Sài Gòn. Đây là 2 triệu của chú Tỷ ở Sài Gòn cô. Cảm ơn ha. Dạ. Em xin cảm ơn chú Tỷ ở Sài Gòn rất nhiều ạ. Mạnh Thường Quân giúp đỡ được từ gia đình em ăn ơn nhiều. Tôi cũng cố lên hay cô. Thì để hôm nào thì con sẽ đi xuống dưới nhà thử để coi cái tình hình ở dưới nhà mình như thế nào. Nhà thì không có đất đai gì hết. Em là người cháu, người hàng xóm. Nhưng mà cái hoàn cảnh của cha của gia đình này là em cũng là người đưa đi, người về cũng là lo tang là từ tới tàn luôn, cách đây mấy tháng. Rồi hôm qua em cũng bị tai nạn, em là cũng là người đưa đi, từ hôm qua này cũng chưa về nhà nữa. Là em thấy rất là khó khăn, em cũng là gọi điện các là nhiều nơi, rồi anh em là cũng xin tiền là để đóng tiền viện phí cho em nó. Rồi các kiểu, giờ thôi em mong rằng em cũng là người địa phương, rồi mong rằng anh em các Mạnh Thường Quân có thương gia đình đó, thì cho sự giúp đỡ. Là em cũng cảm ơn, tại vì quá xúc động thì không nói được gì. Em người hàng xóm em hơi lên tiếng tí, có gì không phải cô chú anh chị em thông cảm cho em. Tại vì thím quá trời xúc động, hôm qua nay là không ăn không uống gì hết, chứ ngồi khóc nghe con vậy đó. Còn nếu mà trong bệnh viện là một tay em hết, là đi đứng rồi vô thuốc men rồi xong rồi là vô chăm sóc là một tay em hết. Là bệnh tình là em không còn là tự thở được, thở bằng máy, không thở oxy, thở trợ lực bằng máy. Nói chung là em sống sự nhân tạo á, giống là trợ lực. Là em có xin có ý kiến như vậy anh tên gì nhỉ? Hùng Mạnh. Anh Hùng Mạnh, bây giờ em cũng nhờ anh như vậy để hỗ trợ cho gia đình này. Nhà thì xung quanh là gió luồn cửa này luồn cửa sau đó, nói chung là trống hết, không có cái gì trong nhà đó. Có dắt luôn. Dạ, không khi là lúc 100 ngày của chú mới đây là trong nhà còn đúng 25.000. Là em mới qua nó thôi 25.000 thôi, là mỗi người hàng xóm đó, là đem một con vịt con gà, thì em là đi mua đồ tươi, em đứng em nấu nướng rồi các kiểu đồ rồi để cúng cái chú đó. Rồi xong rồi á thì con cái đi mần, em đi mần, thì khi không có gạo nấu thì qua bên em nấu cơm rồi kêu thím qua ăn. Đó. Có đứa cháu nội mà năm nay tới vô học lớp 1 rồi mà mấy năm nay không có tiền đi học. Mới đi học được mẫu giáo, mới học mẫu giáo đây thôi. Học mẫu giáo được mấy tháng nay đó, chứ hồi trước giờ không có tiền cho đi học luôn. Đó. Là con của em á hả? Con em. Là đang học mẫu giáo hả? Dạ. Là mới học đây. Dạ, tại không có tiền nên bé này là người dân tộc nha. Cô bé này là ở Sóc Trăng, người dân tộc, về từ Sóc Trăng về Cà Mau lấy chồng, nói chung là rất là khổ. Rất là khổ mà bé rất là cố gắng nỗ lực là mần để lo gia đình bên chồng dữ lắm. Gia đình của bé cũng rất là khổ, cha mẹ ruột thì cũng bị tai biến, cũng nằm chỗ, nó cũng nói chung là em bé này rất là cố gắng là bất lực rồi mới nhờ đến cộng đồng mạng. Gia đình là bất lực rồi đó. Anh em thương rất là, anh cứ chia sẻ giùm em cái câu chuyện như thế này. Anh sẽ đăng tải những cái thông tin này lên, coi nếu mà thật sự gia đình mình coi có hữu duyên đến những ông bà của chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, có thể giúp mình đỡ phần nào để mà lo cho người con của cô. Giờ Mạnh thấy giờ cô rất là xúc động luôn, chắc khóc từ ngày hôm qua tới giờ rồi. Bây giờ là đang trong nguy kịch trong phòng cấp cứu, phòng đặc biệt luôn hả cô? Phòng đặc biệt luôn. Mà cô vô thấy cô vô chịu không nổi ngoài không vô chống được. Nói chung là em là một tay em vô, tại vì em hàng xóm ví dụ người đau thương thì em có nén lại lo cho em nó, thì thấy người nhà nó quá thì xúc động đi. Em công ăn việc làm của em bỏ hết thì em đến đây với em nói gia đình của thím đây. Chứ còn em thì cũng hàng xóm ở gần nhà, khổ lắm. Em nói anh mà vô thấy cảnh nhà thì anh từ trước đến sau không còn nước thì ngập ngang đây nha. Nước ngập lên nhà luôn hả? Nước ngập lên, nước ngập xung quanh nhà là nước ngập hết. Rồi cống nó vô nước nó tràn ngập hết. Đó. Nói chung là cũng rất là khổ. Có 3 người con mà đứa nào cũng khổ chứ, mà cho đi mà ăn xa xứ cũng khổ lắm, mà không có tiền rồi vậy chứ. Anh biết cái cảnh bệnh người nghèo mà ung thư mà bao nhiêu tiền cho nó đủ. Nó thì ví dụ như là chú không có vấn đề gì thì cùng mình cũng đỡ khổ, mà bây giờ mới đây thì bị đây nữa là quá trời. Không. Bác sĩ có nói là có khả quan không? Dạ bác sĩ nói với em là ca này nặng lắm, không có khả quan, kiểu như là bác sĩ rất là cố gắng. Còn em xin chuyển viện thì bác sĩ không cho, bác sĩ nói là nếu mà rút ống ra thì đi bằng cái oxy của mình, bình á, là với oxy bình, thở bằng oxy bình dạ là không chịu được, đi nửa đường này sẽ đứt. Cái này là em nó không tự thở được, nó trợ lực bằng máy. Đó. Vì lời rất là nặng luôn rồi. Rất là nặng luôn cô chú. Bây giờ chuyển đi thì bác sĩ không có cho chuyển đi thì sợ mắc dọc đường á, nên là rất là nặng luôn. Thì bác sĩ nói với em là để bác sĩ hồi phục cái não của em lại với sức khỏe cho em ổn định á, rồi bác sĩ mới tính tiếp được. Bây giờ cái tình trạng của em nó mà nó không có tiến triển được cái một cái nhúng nhích hay là ư e hay là cái gì hết, là chỉ là nằm im đó. Bác sĩ là cho ngủ, đừng cho nó hoạt động tay chân, đừng cho cái não nó im, đừng cho bác sĩ coi có còn ra chụp CT lại coi còn ra máu não hay không, còn xuất huyết nữa hay không. Nghe nó bệ não luôn hả? Xuất huyết não, nứt sọ, rồi chấn thương sọ não, rồi cái dập cái não gì đó, không bác sĩ nói với em là dập cái não gì đó là không. Rồi tét một bên đầu là sâu là tới là thấy luôn nha. Em là thấy cái sọ mà dạ, em là người trực tiếp ôm em nó nè, rồi máu lỗ tai là em lao không biết bao nhiêu bông gòn nào mà nó cho đủ máu lỗ tai để cứ trào ra. Rồi với em nó ói là không chịu được. Em ôm em từ ở trong tập 3 tỉnh mà ra tới đây là em cũng hết biết đường luôn. Nói chung là 3 người mà có 2 ca kia phỏng nặng nhưng mà không có ảnh hưởng tới tinh thần và cái sức khỏe nhiều hơn thằng em này. Em này là nó quá trời sức, không có còn tưởng tượng rồi để em nói luôn. Em mà thấy người hàng xóm mà em thấy em chịu không được luôn. Em là người hàng xóm mà qua đây công ăn việc làm em bỏ, mà em cứ em thấy tội nghiệp mà em đi theo em lo thôi. Giờ em chỉ là hàng xóm thôi. Dạ cũng họ hàng nhưng mà gần cũng họ hàng đó, cũng ở chung một xóm. Em ở Sài Gòn mới về đây mấy tháng thôi. Nói chung là từ hồi lúc chú mất rồi em về đi luôn á, về rồi lo cũng đám tang của ổng, em cũng là người lo lắng rồi xong rồi cũng chở đi nữa. Cái gia đình này quá khổ. Em hết rồi, thì bây giờ con cũng rất là mong những cô chú anh chị trên cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân có thể thấy hoàn cảnh của cô, có thể giúp đỡ cho cô. Rồi cô cũng cố gắng lên cô. Rồi, em có cho mẹ ăn uống gì chưa? Có mua đồ ăn chưa? Lo sức khỏe mẹ yếu nữa, hay lên máu rồi mệt, bệnh tim nữa, nhức cái gì bị thoái quá thì sống với bị nhức hai cái chân. Là em hay chở đi qua cái chỗ người Việt Nam em hốt cho uống. Thôi vậy cô em đưa mẹ nghỉ ngơi đi, chồng nghỉ ngơi đi, cô bớt xúc động lại ha cô. Có gì thì em cứ liên hệ cho anh. Mình cũng xin phép được kết thúc cái video tại đây cô chú anh chị. Dạ rồi em cảm ơn các đồng mạng và anh em nhé. Em cảm ơn anh nha. Dạ. Cô cảm ơn cô. Dạ. Cô cảm ơn cô nhiều. Dạ. Thì Mạnh cũng thay mặt cho gia đình cảm ơn chú Tỷ ở Sài Gòn gửi cho gia đình 2 triệu để giúp một phần nào đó cho cô á. Rồi mình xin phép được kết thúc cái video tại đây ạ.